Thưa quý vị và các bạn, là một sân chơi hấp dẫn dành cho các bạn trẻ yêu dòng nhạc điện tử. Mới đây, chương trình truyền hình thực tế Digistar mùa 3 đã chính thức trở lại với diện mạo mới. Không chỉ vươn tầm quốc tế, cuộc thi cũng là một trong những chương trình hấp dẫn sẽ lên sóng đài truyền hình kỹ thuật số VTC trong năm nay. Với tên gọi Digistar International, năm nay chương trình đã có nhiều sự đổi mới về quy mô và cách thức tổ chức. Khi các thí sinh tham gia, không chỉ là các nghệ sĩ trẻ trên lãnh thổ Việt Nam, mà còn là các thí sinh sinh sống tại nước ngoài. Chúng tôi luôn nỗ lực đó là đưa âm nhạc của ngành giải trí Nightlife ra ngoài ánh sáng, và chúng tôi muốn đưa âm nhạc Vinhouse vào guồng chơi thật. Đó là chúng tôi mong muốn qua những chương trình game show này, chúng tôi muốn khẳng định và công nhận cho tất cả các bạn giới trẻ, toàn thể các quý vị khách ở bên nước ngoài hiểu rằng đó là âm nhạc Vinhouse là của người Việt và do chính người Việt sáng tạo ra. Và đặc biệt năm nay thì chương trình Digistar sẽ dành riêng cho tất cả các bạn trẻ yêu thích âm nhạc đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Các vòng như vòng audition hay vòng sơ loại hoặc vòng đối đầu thì chúng tôi sẽ tổ chức bằng hình thức online trực tuyến. Format năm nay rất là đặc biệt là chúng tôi sẽ mở rộng để các bạn có thể thi, và năm nay một số vòng được thi online và sẽ chấm trực tiếp. Chỉ có chung kết là sẽ làm tại thủ đô Berlin vào ngày 9 tháng 11. Chúng tôi cũng hết sức nỗ lực để có thể là matching được với bên Đức và Việt Nam để có những cái thức quay đẹp nhất để phục vụ khán giả yêu âm nhạc trong nước và quốc tế. Cuộc thi chính thức sẽ có 4 vòng: audition, đối đầu, bán kết và chung kết. Với đội ngũ ban giám khảo là những DJ hàng đầu Việt Nam và thế giới, chương trình mang đến một sân chơi đa dạng với những thông điệp ý nghĩa nhằm lan tỏa tình yêu của giới trẻ với dòng nhạc điện tử Vinhouse, cũng như từng bước đưa dòng nhạc này đến gần hơn với người yêu âm nhạc của cộng đồng quốc tế. Digistar mình tham gia từ mùa 1 đến bây giờ là mình cảm thấy là đã giúp cho thế hệ DJ của Việt Nam phát triển vượt bậc so với những thời kỳ bọn mình mới bắt đầu. Năm nay khi cuộc thi vươn tầm quốc tế thì chúng tôi cũng đã bàn bạc với nhau kỹ và cũng chuẩn bị tiêu chí cho cuộc thi là open format. Chúng ta có thể chơi tất cả các dòng nhạc trên thế giới hòa trộn vào trong set nhạc của mình. Nhưng mà một chủ đạo vẫn là Vinhouse, bởi vì mục tiêu của chúng tôi là đưa Vinhouse vươn tầm quốc tế. Một cuộc thi nào thì cũng sẽ có áp lực, nhưng mà áp lực thì chúng ta mới tạo ra kim cương. Khi mà được ngồi chiếc ghế huấn luyện viên rất là quý giá như thế thì em cũng phải chuẩn bị rất là nhiều thứ để dành cho cái chiếc ghế này. Và em mong rằng tất cả các bạn thí sinh năm nay hãy cứ tự tin để chiến đấu, chinh chiến trong Digistar mùa 3 năm nay. Bản thân anh đã đi đến bây giờ là 3 mùa và với cương vị là ban giám khảo thì anh rất mong tìm được một cái tài năng trẻ mới, ngôi sao mới cho năm nay. Đấy, thì tiêu chí năm nay thì các thí sinh bố cục nội dung bài thi tốt, phong cách ấn tượng trình diễn, và ngoài ra là thí sinh sẽ có kết hợp với những cái thiết bị phía bên ngoài, thiết bị phụ trợ, hoặc là có những cái màn ví dụ như là kết hợp với lại nhảy múa hay như nào đấy thì sẽ được cộng điểm rất là cao. Được biết đêm thi chung kết được tổ chức tại trung tâm giải trí The Cloud thuộc thủ đô Berlin của nước Đức. Toàn bộ chương trình sẽ phát sóng trên kênh sóng của đài truyền hình uy tín VTC, hứa hẹn sẽ tạo ra sân chơi chính thống dành cho DJ Việt.